Cả nhà ơi, anh có một chuyện buồn muốn thông báo, mọi người đừng có hết hồn nha. Chuyện buồn gì nữa, mặt anh cũng đã đủ hết hồn rồi, không có cần phải nghe thêm gì đâu. Sau bao nhiêu thời gian thì cuối cùng Mai cũng được biểu diễn chính thức rồi. Cái gì? Tiền hả? Đúng không? Ôi nhưng mà tôi thấy thời buổi bây giờ người ta hay quay MV, người ta chiếu YouTube trước không mà. Nhưng mà vẫn chưa tới lúc có sản phẩm chính thức. Nè, để tiết lộ cho biết một thông tin kinh dị hơn nữa. Sắp tới Mai sẽ xuất hiện trong MV của một ca sĩ cực kỳ nổi tiếng. Tôi sẽ đóng chính trong MV đó luôn. Sau bao nhiêu khó khăn, sau bao nhiêu khó khăn, chúng ta cũng đã thành công. Chuyện gì bà vui dữ vậy? Nè, kể cô nghe cười té cái có. Em uống nước đi. Anh để chờ em xíu đi. Từ từ em đang làm. Anh ơi. Dạ. Anh là quản lý của Mai à? Dạ đúng rồi. Theo tôi lấy phục trang. Dạ. Em đợi anh xíu nha. Ừ. Mặc cái này nữa hả? Chú muốn mặc sao nữa? Trời đất ơi, rồi mặc cái này che được chỗ nào? Chỗ nào che được thì che. Trời ơi, tôi thà khỏi mặt luôn cho rồi. Bạn Mai. Ờ ông Mai. Em phải... em có nắm hết nội dung kịch bản chưa? Dạ chưa, em chưa nghe ai nói gì hết á. Em sẽ hóa thành một showgirl. Hình tượng của em là phải sexy. Em hiểu không? Ủa đóng phim heo hả anh trai? Điên hả? Vì phim bình thường phải bận đồ đàng hoàng chứ. Ở đâu ra đây? Anh ơi em xin lỗi rồi, em hiểu rồi. Vậy nha. Anh sao vậy? Sao đâu. Nè, em thay đồ đi. Mọi người nghỉ giải lao 10 phút làm lại. Đạo diễn ơi, cho em xem lại, anh đổi lại. Anh thấy em hồi nãy được không? À, đẹp quá. Đẹp mà sao thấy anh không vui gì hết giờ? Cái gì đâu. Được bồi cảnh hôn đúng không? Không có đâu. Không có thì vui lên chứ. Nhưng mà em cũng thấy nó kỳ đúng không? Kỳ cũng phải làm chứ. Dù sao đó cũng chỉ là diễn thôi mà. Ý em là... anh thấy sao? Dẹp đi. Tào lao, tôi không có làm nữa. Ủa anh, vụ gì vậy anh? Anh Subin với đạo diễn cãi nhau. Tâm thần ngừng quay. Thiệt hả anh? Ồ, không ấy vậy luôn đi. Dẹp hết luôn đi. Hello. Ủa Quốc, ông ăn bánh mì mà sao mặt buồn tới sợ vậy? À, cái mặt này là mặt mất tiền nè đúng không? Chết rồi, trúng gió. Táo bón, đúng không? Táo bón nè.
Ủa Mai, thằng Quốc hôm nay nó bị gì vậy? Thì á, trong MV em á có quay cảnh hôn nên ảnh mới vậy á. Ủa, anh nhớ là đạo diễn không chịu quay nữa mà. Nhưng mà có đạo diễn mới rồi, em nhờ anh giúp chuyện này nha. Chuyện gì? Lát nữa anh đi chung với tụi em, xong rồi tới cái cảnh đó anh tìm cách á che mặt anh mất lại đừng cho anh thấy. À rồi rồi rồi, ok, hiểu, ok. Cảm ơn anh, em đổi ơn anh. Trước tiên anh cần em thay một bộ đồ khác kín đáo hơn. Ờ, vậy là mình đổi kịch bản đó hả anh? Kịch bản lần trước em quên đi, show girl gì chứ toàn là ngắm nhé. Đúng rồi đó anh, em thấy là nên bận đồ kín đáo lại đi, bích lại luôn cũng được. Ở đây tôi là đạo diễn, anh đạo diễn đang nói chuyện riêng của tôi mà. Dạ dạ dạ, nói đi. Nhớ nha. Dạ. Thay một bộ đồ khác kín đáo hơn. Dạ. Một lát ra đi rồi anh mi cái kịch bản hay hơn nè. Dạ. Thấy chưa, anh nói nó bận đồ kín đáo mới đẹp. Đó, thấy chưa, như vậy là quá tốt rồi đó. Chú Lê anh ơi, anh Quốc đâu rồi? Anh Quốc ơi, đi toilet rồi, sao vậy? Chết em rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Ủa, kịch bản thay đổi rồi, em được mặc đồ kín đáo rồi, còn chết gì nữa à? Thì đúng là lúc đầu em mặc đồ kín đáo, nhưng mà đạo diễn muốn thay đổi đường dây. Thay đổi? Là em bị xé áo ra. Cái gì, xé áo hả? Ừ, xé áo ra sau đó lồi bộ đồ sexy còn hơn lúc nãy nữa. Đồ sexy nữa? Ừ, mà không những sexy không, mà còn bắt cái anh đó hôn em sâu hơn nữa. Ông Quốc mà biết được cái đó thì ông lên tân xong chết luôn á. Thì vậy em mới lo nè. Trời ơi, ông mà biết được chết em luôn á. Chú Liên, anh suy nghĩ cách giúp em đi. Ok, bình tĩnh, để anh suy nghĩ, từ từ. Cách nào đây, cách nào đây? Ủa, sao em? Tới giờ diễn chưa? À! Anh bị sao vậy chú Liên? Quốc ơi, ông đưa tôi bệnh viện được không? Tôi đau bụng quá. Tự nhiên đau bụng ngang vậy? Ừ, đúng rồi. Anh đi bệnh viện đi, anh đau lắm luôn á. Đi đi. Ôi, đi bệnh viện. Nhanh lên, nhanh lên. Ông có sao không dạ? Cũng không sao đâu. Bác sĩ nói đâu có bị gì đâu, sao đau dữ vậy? Tôi cũng không biết nữa. Ok, cắt. Ơi, cảm ơn mọi người. Ủa, xong hết rồi hả anh? Tiếc quá em chưa kịp coi gì luôn á. Chú Liên, anh Quốc. Ủa, em xong luôn hả? Anh xong rồi. Sao quần áo em kỳ vậy? À, tại hồi nãy em không cẩn thận á, bị vướng đinh trên sân khấu ấy mà. Đạo diễn ơi, cho em xem. À, thôi mà. Cho em xem lại cảnh đó được không? Ok em. À, quay phim mở giùm cái playback quay phim ơi. Chết em rồi, tìm cách giúp em đi. Thôi rồi, từ từ, để em tính, để em tính. Ông không biết được rồi, chết em luôn á. Ánh mắt của anh đẹp, té cũng đẹp. Cái cảnh gì đây? Rồi. What? Hả? À! Tôi sorry ông. Anh không sao chứ? Sao tự nhiên vào lại gì vậy? Tôi lỡ tay, tôi cũng không biết nữa. Xin lỗi ông. Ông có sao? Anh không sao chứ? Sao cái 3-4 cái màn hình không thấy gì hết trơn trời vậy? Cũng không có gì coi hết á. Thôi mình đi về đi anh. Dạ. Ai dẫn đi vệ sinh cái. Đây, để tôi dắt đi cho. Đi. Quốc, không có sao không? Thôi, được, tôi đi được. Quốc, ông ổn vậy? Ok.
ba bồn luôn hả? Anh đi bồn nào đấy ta? Gia đình là số 1, oh oh. Gia đình là số 1, oh oh. Gia đình là số 1. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu, không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi đây, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có nơi thay, ta vẫn muốn sát vai. Gia đình là số một, oh oh. 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 Gia đình mình có nên sẽ không nên có chuyện linh tinh. Gia đình ta dù ra sao vẫn cứ thế khăng khít bên nhau. Dù lắm lúc có những khi vô tình, nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh em đã nói như thế là gia đình mình mãi là số 1, và gia đình mình sẽ mãi là số 1. Yeah. Gia đình là số 1, oh oh. 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 Yeah. Gia đình là số 1.